Tối ngày 10 tháng 3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Cam lộ La Sơn, khiến hai người tử vong, 7 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, anh Lê Hoàng Quân, trú tỉnh Đắk Lắk, lái xe khách dường nằm mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh, chạy theo hướng Quảng trị Đà Nẵng trên cao tốc Cam lộ La Sơn. Khi đến km 58 của cao tốc thuộc địa bàn xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, thì xe khách tông phải xe tải mang biển số Thừa Thiên Huế do anh Phan Đình Thành, trú tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển, đang dừng đổ vang đường. Hậu quả của vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ, chưa xác định được danh tính, 7 người bị thương. Xe khách dừng nằm biến dạng phần thân bên trái, hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương đến hiện trường vụ tai nạn. Được biết, khu vực xảy ra tai nạn này trên cao tốc Cam Lộ La Sơn là khu vực không có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm và là đoạn đường được phép vượt xe. Tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn bị tắt nhiều giờ liền. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ cố gắng thông tuyến ngay trong tối hôm nay. Đồng thời, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng hỗ trợ cho hai nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn, mỗi người 5 triệu đồng.